Shop hàng Nhật Vệ xin chào các bác. Em lên sóng tiếp một con máy rửa bát BM2. Con em để số 2 nhé. Một con máy đẹp xuất sắc luôn trong cái dòng phân khúc Lavor. Kính rất là trong các bác này. Kính trong nhá. Và điều khiển mọi thứ đẹp, nhựa nhức mọi thứ rất là đẹp đây. Lưng nhức đây, nguyên bản. Chung là những cái này mà các bác mà yêu cầu không có xước ấy thì nó thật chỉ có phun sơn lại thôi các bác ạ. Nhưng mà đây, mặt bên này rất là đẹp này. Còn con nào hàng bãi về mà nó chả có xước sát đấy. Đây, BM2 sản xuất 2008 thôi nhé, đời cuối cùng nhé. Số series máy này, đuôi 748. Con máy còn rất là đẹp. Dòng Lavor với cái tuổi đời mười mấy năm rồi, như thế này nó là gọi là siêu xuất sắc rồi ạ. Chứ còn bảo long lanh nữa thì chắc là chỉ còn đường mua máy mới thôi ạ. Nội thất mọi thứ rất là đẹp, gần chỉ rất là đẹp các bác nhé. Nội thất sạch sẽ, ngon lành, đẹp đẽ. Đấy, rất là đẹp luôn. Ruột trong inox hết, khoang này rất là rộng. Tai cửa thì còn rất là sáng mới này. Đấy. Chung Lavor này nó dùng thích lắm ạ. Nhiều bác thích Lavor này hơn cả dòng Panasonic luôn nhỉ. Con này bán 4 triệu 2 nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Các bác nào yêu thì các bác alo nhé. Chào các bác.